Xin chào quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo trong cái bản tin sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý anh chị và các bạn một cái loại rau rất là dân dã, quen thuộc trong cái đời sống của người dân Việt Nam, nhưng mà không phải ai cũng biết nó cũng còn là một cái vị thuốc quý có thể hỗ trợ chữa trị được rất nhiều bệnh. Đó chính là cái loại rau sam. Rau sam còn có tên là má xì hiện, nghĩa là một thứ rau có lá giống hình răng ngựa. Rau sam có chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng, được xem như là một loại thuốc quý chữa được không ít bệnh. Ở nước ta thì rau sam có thể ăn sống, luộc hoặc là nấu canh như những loại rau trồng khác. Nó là một loại cỏ dại sống quanh năm ở những cái vùng ẩm mát như là bờ ruộng, bờ mương, ven đường hoặc là mọc xen kẽ trong các cái luống hoa màu. Lá hình bầu dục, phần đáy lá hơi nhọn, không cuống, phiến lá dày, mặt láng, hoa màu vàng. Rau sam phơi khô làm thuốc thường được thu hái từ cái nguồn hoang dã vào mùa hè và mùa thu. Rau tươi có thể tìm thấy quanh năm ở những cái nơi ẩm mát. Trong rau sam có chứa nhiều chất bổ dưỡng sinh tố như là A, B1, B2, C, PP, một số các cái khoáng chất và nhiều axit béo omega 3. Ngoài các tác dụng thanh nhiệt, cải thiện nồng độ cholesterol cao trong máu, rau sam còn là một cái nguồn kháng sinh tự nhiên rất quý trong cái việc mà điều trị các chứng viêm nhiễm đường ruột. Từ lâu thì y học dân gian nước ta thường dùng rau sam làm cái thuốc sát trùng các cái chứng lở loét ngoài da, làm tiêu nhọt độc và làm lợi tiểu, trị bệnh ho, lao phổi, giải độc rắn hoặc là côn trùng cắn. Chính vì rau sam có nhiều axit béo omega 3 nên là tác dụng rất tốt trong cái việc mà ngăn ngừa bệnh tim mạch. Rất nhiều người ăn kiêng thiếu cái hợp chất cần thiết này vì họ không ăn cá. Rau sam lại rất giàu chất mà tạo thành omega 3, do vậy mà hầu hết những người ăn kiêng khó tính đều có thể hấp thụ được hợp chất cần thiết này. Cùng với đó, omega 3 giúp cơ thể chúng ta sản sinh các cái hợp chất cần thiết để tăng cường sức miễn dịch của cơ thể. Thì đây là một số các cái công dụng tuyệt vời của rau sam, có thể là bạn chưa biết, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn. Thứ nhất là tác dụng chống viêm. Sở dĩ rau sam có cái tác dụng chống viêm là nhờ tác dụng của chất nhầy, omega 3 và các cái chất khoáng. Nhờ vậy mà có cái tác dụng giảm đau và giảm cảm giác khó chịu khác, đặc biệt trên đường tiết niệu và tiêu hóa. Thứ hai là tác dụng chống oxy hóa. Thực sự ít loại cây có cái tác dụng chống oxy hóa như là rau sam. Trong rau sam, giàu vitamin C, E, flavonoid, alkaloid, beta carotene và glutathione giúp chống lại các cái gốc tự do và ngăn ngừa sự lão hóa. Thứ ba là cái giá trị dinh dưỡng. Rau sam được biết như là các loài thực vật giàu chất dinh dưỡng, lượng omega 3 cao. Chính cái điều này nuôi dưỡng da, tóc, móng và khớp. Thứ tư là tác dụng lợi tiểu. Rau sam được xem như là cái phương thuốc thiên nhiên giúp cơ thể loại bỏ chất dịch thừa trong cơ thể. Bằng cách này có thể giúp bạn giảm thừa cân. Thứ năm là tác dụng chống loét. Chất nhầy có trong rau sam giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, giúp ngăn ngừa viêm hoặc loét dạ dày. Thứ sáu là giải nhiệt, thanh lọc cơ thể. Mùa hè là cái thời điểm rau sam phát triển nhất và sẵn có nhất. Dùng rau sam tươi nấu thành nước uống hoặc là lấy nước ép rau sam uống giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể rất tốt. Thứ bảy là hỗ trợ trong cái điều trị bệnh gút. Rau sam có cái tác dụng là chống viêm và thải axit uric ra khỏi cơ thể theo cái đường tiểu. Axit uric đọng lại ở các cái khớp ngón chân gây ra cái bệnh gút. Thế đây là một số các bài thuốc trị bệnh từ rau sam. Và thuốc thứ nhất là trị run. Thì chúng ta lấy 50g rau sam rửa sạch, giã nát, vắt lên nước. Tốt nhất là dùng lá tươi. Dùng ngày nào thì đi hái rau sam ngày đó. Nếu bạn hái rau sam để sẵn trong tủ lạnh, cái hoạt chất sẽ bị giảm và ít có giá trị với run. Hãy uống nước ép rau sam vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc là vào buổi sáng, lúc chưa ăn gì, sau 4 giờ mới được ăn nhẹ. Uống liên tục 3 đến 4 ngày bạn sẽ thấy run ra ngoài theo phân. Phương cách này hữu hiệu với run kim và run đũa. Thế tác dụng thứ hai, bài thuốc thứ hai là chữa kiết lỵ. Thì chúng ta lấy rau sam 100g, cỏ sứa 100g, hai loại đem rửa sạch đun lẫn với 400ml nước. Khi nào cạn còn chừng 100ml thì gạn nước ra để uống. Chiều uống 2 lần trong ngày. Nếu có thêm đi ngoài ra máu thì thêm có nhọ nồi 20g đun lẫn. Hòa cái lượng nước cốt này của rau sam với 100ml nước đun sôi, sau đó cho thêm một thìa mật chừng 10g hòa vào nước rau sam đã đun chín
cho dễ uống. Thứ ba là phòng ngừa bệnh tim mạch. Thì theo đông y thì rau sam có vị chua, hơi đắng, tính mát, có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc. Hàm lượng kali và axit omega 3 trong rau sam tương đối cao, rất cần cho việc mà điều hòa cholesterol trong máu, đồng thời làm tăng sức bền của thành mạch, giúp huyết áp ổn định. Thứ tư là trị mụn nhọt. Chúng ta lấy rau sam 30 g, rửa sạch, sau đó là giã nát, bọc toàn bộ thứ rau đã giã nát này vào một cái gạc sạch, sau đó đắp lên cái phần da bị mụn nhọt, mỗi ngày thay 2 lần, đắp chừng 3 ngày thì mụn nhọt chín và vỡ. Rau sam có cái tác dụng là sát trùng vì có kháng sinh tự nhiên, lại có cái tác dụng là tiêu thủng nên làm giảm sưng đau. Vì vậy mà công dụng của rau sam chỉ có tác dụng với các cái mụn nhọn nông, không hoặc ít có cái tác dụng với các cái mụn nhọn sâu, viêm nang lông sâu, viêm trùng da kiểu đinh bối, hậu bối. Không dùng phương pháp đắp này với phần mắt và quanh mắt, phần quanh cái bộ phận sinh dục. Thứ năm là trị chứng bụng. Chúng ta lấy 300 g rau sam rửa sạch, chia làm 2 lần, mỗi lần 150 g, thái nhỏ, nấu lẫn với nước vo gạo nếp. Lần 2 tạo thành một thứ canh hơi sệt. Loại canh này có tác dụng kích thích vận động của đường ruột, lưu chuyển tiêu hóa, tình trạng chứng bụng, phù thủng sẽ được giảm. Để có công hiệu, bạn có thể tăng lượng rau sam lên đến 400 đến 500 g. Bài thuốc thứ 6 là trị tiểu rát, tiểu máu. Chúng ta lấy 300 g rau sam chia ra làm 3 lần, mỗi lần 100 g. Rửa sạch, để ráo nước, thái nhỏ, nấu canh lẫn với rau dền cơm với lượng 50 g mỗi lần, ăn trong ngày, ăn liền 5 đến 7 ngày, tình trạng tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu máu sẽ được cải thiện. Lưu ý là ngoài ra với những cái bệnh như là ung thư, tiểu đường, viêm gan, viêm túi mật, viêm thận, cao huyết áp, tác dụng của rau sam khi uống nước rau sam sẽ có hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên thì đối với những người bị tỳ vị hư hàn, tiêu chảy và phụ nữ có thai không nên dùng rau sam. Những bệnh nhân có thể trạng hư hàn hay đi tiểu lỏng khi sử dụng rau sam cần phối hợp với những cái vị thuốc cay ấm để không làm trệ tỳ. Trên đây là một số cái công dụng của rau sam và những cái lưu ý khi mà sử dụng rau sam trong cuộc sống hàng ngày. Với thông tin này, mong rằng quý anh chị sẽ có được những cái kiến thức cần thiết để áp dụng cho cuộc sống hàng ngày của gia đình mình. Và bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi. Situations getting worse.